Osh, osh, osh. Oh, từ 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 từ. Sao hả xuống đây? Đây. Đăng hai con một lượt luôn rồi. Đang cái kéo nặng dữ. Thấy rõ không? Đó, đó, đó. Ok thôi. Hello, các bạn thấy chỗ này nước chảy đã không? Giờ mình quăng câu thử ở đây coi có cá lăng đá không nha. Các bạn biết con cá lăng đá không? Nó là con cá chiên đó các bạn. Cá chiên ngoài Bắc á. Đây hôm nay thì mình có cái mồi này nè, con dế. Chắc đẹp lép để mình đổ hết nó ra nha. Dế nha. Dế với Jun. Cá lăng đá thì nó thích nhất là trùng Jun á, sau là tới dế. Nó nhưng mà nó thích hai cái mồi nữa. Ở đây không biết có không, tại vì khi mà nước nước lên á, nè dế nè. Khi mà nước lên á thì cá lăng đá nó mới từ Đồng Nai nó đi ra, từ sông lớn nó mò lên đây, chứ bây giờ nước cạn quá nó không có cá lăng đá đâu. Đó. Ê, quăng không được xa. Cá. Ồ, cá gì vậy? Cá. Ôi mè dảnh, chỗ này cũng có mè dảnh nữa ta. Trời ơi, né nó bữa giờ chín hoài. Nè các bạn, con đầu tiên bữa nay nha. Cá gì đây? Có cá các bạn, có. Ê, chưa. Này lưỡi. Cá lăng đi đâu hết trơn rồi không biết. Nè. Con giày đá các bạn. Vừa xuống cá ăn rồi hả? Ồ, có cá các bạn ơi, lẹ chưa? Gì đây? Ui dảnh tiếp. Dính hai lưỡi một chỗ luôn các bạn, bự chưa? Trời, cái sông này bây giờ chắc chỉ còn cá này thôi quá. Câu gì đâu mà. Nè, bự với các bạn. Hồi đó nha. Thấy rõ không? Đó, đó, đó. Ok thôi, cá gì đây? Dính luôn rồi. Ôi. Ôi, cá bự hả? Dương rén. Còn gì đây? Gì vậy? Chạy dữ à? Lại một con dảnh bự nữa các bạn ơi. Đây nè. Ôi. Ở đây dảnh bằng tay không à. Cần này cũng có cái ăn nữa nè. Mất này. Mất rồi bạn. Trời ơi. Con nào con lấy bàn tay bự bự không à. Ôi. Cái ăn gì xuống khỏe rồi.
Cá gì bự dữ vậy? Hồi hai con lượt các bạn ơi. Ôi, nè. Tưởng hai cá gì bự chứ. Một con chốt với một con dứa các bạn. Sao đây nó nằm lủng thiền mất. Cái gì vậy? Cá bự các bạn ơi, cá bự. Giống cái dây này, bị sứ. Ôi. Ôi, từ. Dở lên thuyền luôn đây. Giống gì vậy? Mày dính rồi vô. Tí nữa rớt. Mình phải ngồi im chỗ bạn dưới máy quay này, mình không có mò nó được. Các bạn à, mày dính cho ba lỗ luôn. Con này nửa ký các bạn ơi. Rồi. Quá dữ. Nó kéo bạn cần xuống rồi, nhìn thấy mê các bạn, mình tưởng cá lăng chứ. Đây đâu cái mày dinh bự chứ. Phê chưa? Ngắm xíu nha. Cần dài cũng có cái ăn nữa kìa, trời. Cái gì vậy? Ôi, cái he hả? Cho nó xuống tạm đi. Các bạn thông cảm nha, chật quá. Mình làm nó hơi rung xíu. Rớt rồi. Đi nè. Cái he nha. Trời ơi, bực quá. Các bạn thấy câu cá sông bé có dễ không? Có câu có dễ không? Tại sao tôi lại quăng xuống là nó kéo cá lên hoài vậy? Thật ra thì không có dễ đâu các bạn. Tại mình biết sao không? Mình có lợi thế là cái thuyền nè. Đó, mình có lợi thế là cái thuyền này mình đi vòng được đó. Còn với lại cái mùa này là cái mùa mà nói chung là khó nói, không có câu rất là khó các bạn. Ôi cái gì vậy? Ăn im ra. À thác lát bạn ơi. Đây. Đẹp không? Trời. Gì kéo dữ vậy? Ôi. Cái gì đây? Phải dẫn không sao dài dữ vậy? Đây mình mới kéo lên được con này các bạn. Con này là con cá gì vậy? Mình cũng không rành đâu. Nhìn thì như cái ngựa, thấy nó dài như cái ngựa mà nó không phải cái ngựa. Cái ngựa nó vây đỏ mà. Đẹp chưa? Con này khỏe thiệt, hồi nãy nó kéo lúc cái cần lớn xuống luôn. Đó, các bạn nào biết thông tin thì các bạn comment dưới giùm mình nha. Để có gì mình cho đổi thêm thông tin thôi, có gì đâu. Các bạn xem clip mà thấy thích thì bấm like video giùm mình nha.
Tại vì video mà nhiều like thì kiếm thêm được một ít tiền nữa. Nói chung là video nhiều like thì sẽ nhiều tiền hơn cái video ít like. Đó, cảm ơn các bạn nha. Cá đẹp chưa? Khỏe gì đâu. Okay. Mỗi lần lôi lên là một loại cá khác nhau à. Thấy câu cá xong bé phê như thế nào chứ các bạn. Ui, có cá nữa các bạn ơi. Đã quá, rồi ghe câu cái này mà. Cá gì mà nó chạy dưới đây? Trời, dưới cho vá luôn. Ồ, dưới mập nhất mà mình từng câu các bạn ơi. Từ từ nha, rồi cẩn thận. Con dứa này là con dứa mập nhất trong lịch sử con cá của mình luôn. Chưa giờ mình câu được dứa bự gì luôn nè. Trời đất ơi. Để mình vẽ ngành nó đi rồi mình quay cận cảnh cho bạn xem nha. Dứa khủng. Rồi con cá dứa khủng bố luôn bạn ơi. Mình không biết là nó bự tới cỡ nào nữa đâu, nhưng mà hồi đó giờ mình câu toàn con ngón tay không à. Đó. Cái con này là cái con bự nhất trong mà mình từng câu được nha, cá dứa nha. Wow, thịt. Cái này nè, bạn nhìn nè. Con này mà làm khô rồi thôi rồi. Cá dứa mập kinh không. Quá đã bạn ơi. Ok. Con này nó mới vừa ăn vào trùng nha. Đó. Rồi. Sao ta rờ, mình rờ mấy con cá thấy cảm giác sướng gì đâu bạn. Dưới mập, dưới mập, dưới khủng. Kéo chừng nào mới hết cá đây. Quá phê luôn. Ôi, cái gì vậy? Bự à. Hai con lượt mẹ ơi. Con này nó đi theo đàn rồi, mình cần này mình ngâm nãy giờ mà không có cá ăn, dính lần hai con này. Đã quá. Trời ơi. Thank you.
cũng dọn đi về nha. Bây giờ mình xuống đây cho bạn coi bữa nay mình cọc được cái gì nha. À thôi, đổ cá qua cái thuyền cho mình coi cho rõ nha. Nè, hôm nay mình câu được tầm này nè các bạn ơi. Nhưng mà câu bằng mồi mà trùng á. Có con mè dinh này bự nhất nè. Đó, mình thích con này, con này ăn béo, nồi làm một nồi canh chua là hẳn hoi luôn á. Đây. Có một con cá dứa mà bự nhất rồi đó, giờ mình câu được luôn á. Con này là thuộc con bự nhất rồi. Mình thì không biết nó có bự hơn không nữa. Nhưng mà con này là đó, khủng lắm rồi đó. Tại bình thường câu toàn cá dứa tầm này không à. Nè, mình so sánh hai con nè. Con này là cái con bình thường mà mình hay câu được. Còn con này nè. Thấy không? Bự khủng bố chưa? Còn mè dảnh nhiều lắm. Đó. Mè dảnh. Trời ở nhà còn mè dảnh con chắc để tủ lạnh một bịch chà bá luôn mà. Nay đi câu cũng mè dảnh nữa. Đó, mè dảnh. Nhiều chứ các bạn. Đây nè. Cái này cá bóng cát. Cá bóng cát. Rồi thác lát. Mấy con. Thác lát nữa nè. Đó thôi. Nhảy bên kia này. Ok, cảm ơn các bạn đã xem video nha. Có một mình đi câu về là ok chưa? Quá phê luôn rồi. Xong bé thì ra hả, nó xong tự nhiên mà. Mỗi câu mỗi lên kéo lên mỗi cái và mỗi loại cá khác nhau à. Đã vậy đó. Mùa này thì chưa có cá lăng nhiều đâu, tầm 2-3 tháng nữa kìa, 3 tháng nữa. Các bạn dẫn mình dẫn các bạn đi câu cá lăng cho đã nha. Nè, trời bữa nay là tuy con này nó bự thiệt nhưng mình mê nhất là mê con này nè. Bự quá trời bự, con này nó béo thôi rồi. Ok, cảm ơn các bạn nha. Các bạn thấy clip hay và thú vị thì bấm cho mình like một cái nha. Ok, cảm ơn.